xuyên qua thành minh nhân có thể bạo kích liền trở nên mạnh mẽ vũ trí ba bang cậu cũng nghĩ tới khiêu vũ sao natu ta bạo kích xem ta nhảy múa đi nagato hãy để thế giới này cảm nhận nỗi đau minh nhân ta bạo kích cho ngươi cảm thụ thống khổ đi giới thiệu vắng tắc vô lực mời xem chính văn mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Ta, Uyumi Natru, Tham Thượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trên hỏa ảnh nham, gió mát từ từ, lại thổi không tan ưu sầu minh nhân Vâng Hắn xuyên qua Xuyên qua thành người người hô đánh yêu hồ minh nhân Đây thật sự là chuyện khốn kiếp Dù cho đây là một cái hư cấu thế giới, khi chính mình xuyên qua mà đến, đối với mình mà nói đây chính là một cái chân thật thế giới. Cho nên, vì cái gì không phải xuyên qua đến trường học 5 năm sau, mà là xuyên qua đến vừa khai giảng ngày đầu tiên. Minh nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là vì để cho mình học tập thêm 5 năm? Cái này khôi hài xuyên qua đại thần. Minh nhân vô lực chăm chọc. Khiến cho bây giờ tôi còn phải đi học thêm 5 năm nữa. Bất quá không có việc gì, ta có xuyên qua ngón tay vàng, đây mới là đòn sát thủ của ta, còn lại cái gì đều là hư, thực lực mới là vương đạo. Nhảy xuống, mấy cái lên xuống trong lúc đó liền đi tới trên mặt đất, một đường thảnh thơi, không nhìn trên đường những người kia nhàn ngôn toái ngữ rất nhanh liền về tới trong nhà. Vừa về đến nhà, hắn liền lục lọi, rất nhanh trong tay sách theo một thùng sơn xuất phát. Hắc hắc hắc, khắc khắc khắc. Minh nhân phát ra một tiếng cười quái dị, lại chạy như điên tới hỏa ảnh nham dùng một sợi dây thừng trói chặt chính mình đầu kia của sợi dây thừng trói chặt một cây đại thụ phía trên họa ảnh nham cố định tốt vị trí sau đó liền dọc theo vách đá họa ảnh nham đi tới chân dung ba đời ba đời lão đầu không đúng minh nhân cắn răng mở thùng thuốc màu ra cầm bút lông lớn quét 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 mấy nét liền phát họa ngoại trừ một con rùa lớn hoàn chỉnh không tốt rồi tam đại nhân thành viên ám bộ rầm một tiếng đẩy cửa vào thở hồng hộc nói xoáy nước minh nhân làm chuyện xấu à làm chuyện xấu viên phi nhật trảm ngậm tẩu thuốc thần sắc vô cùng bình tĩnh một đứa bé có thể làm chuyện xấu gì nói kỹ một chút không vội hắn vẽ một con rùa lớn trên đầu họa ảnh nham của ngươi phốc viên phi nhật trảm vốn bình tĩnh giận tím mặt ở đâu vẫn còn trên đỉnh đầu anh bây giờ không biết đang vẽ cái gì đi đi xem một chút vứt bỏ tẩu thuốc trong tay viên phi nhật trảm đi tới trên sân thượng văn phòng họa ảnh ngẩng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy họa ảnh nham giờ phút này trên ảnh chân dung của mình một con rùa thật to trên sọ rùa còn có ba sợi lông ngốc người khoan hãy nói tên ngốc này còn rất khác biệt cái quỷ a viên phi nhật trảm gầm lên đi bắt hắn lại cho ta ta muốn trừng phạt hắn Ngươi dẫn động tâm tình phẫn nộ của viên phi nhật trảm, bạo kích gấp 10 lần, đạt được 10 miếng thịt ma thú. Ngươi dẫn động viên phi nhật trảm không nói gì cảm xúc, bạo kích gấp trăm lần, đạt được thể chất vì 100 minh nhân đang múa bút vẽ tranh sửng sốt. Bạo kích Thịt ma thú Cái đồ chơi này, chẳng lẽ là thịt của thế giới ma thú sao? Không rõ lắm. Còn có thể chất kia minh nhân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hiện tại trở nên mạnh mẽ, đó là mắt thường có thể thấy được, thân thể cường độ trực tiếp liền mạnh hơn rất nhiều. Khắc khắc, quả nhiên bất phàm. Minh nhân cười to, còn muốn tiếp tục vẽ tranh, kết quả một đống lớn thành viên ám bộ như lan như hổ nhảy lên một phen đè lại, sau đó bắt gà con xuống. Minh nhân Tiện tay đem bút lông ném đi, cũng không phản kháng, ngoan ngoãn bị bắt xuống. Trong văn phòng hỏa ảnh, Viên phi nhật trảm xanh mặt, nhìn chầm chầm minh nhân, thấp giọng rít gào. Nói, tại sao phải vẽ rùa, không phải, tại sao phải quấy rối. Ta đây là đang chúc phúc cho ngươi. Na tru nói năng hùng hồn. Ngươi dẫn động tâm tình phẫn nộ của viên phi nhật trảm, bạo kích gấp đôi, lấy được một miếng thịt ma thú. Viên phi nhật trảm bị chọc giận nở nụ cười. Chúc phúc cho ta, chỉ vậy thôi sao? Rùa là biểu tượng của tuổi thọ, ta vẽ rùa trên đỉnh đầu ngươi, chính là để cho ngươi sống lâu trăm tuổi. Chết tiệt! Tính tình ta nóng nảy a. À. Viên phi nhật trảm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già. Thành viên ám bộ bên cạnh thiếu chút nữa phá công, cười ra tiếng. Hay lắm! Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp qua đêm nghịch ngợm gây sự nói tươi mát thoát tục như vậy, lợi hại. Ta cảm ơn ngươi. Viên phi nhật trảm mặt không chút thay đổi, vùng tay áo bảo hắn lau sạch rùa cho ta không lau sạch thì không được về nhà hiểu rồi chờ một chút ám bộ đang muốn kéo minh nhân minh nhân lập tức nhảy dựng lên thuốc màu lau không hết yên tâm tôi có đạo cụ chuyên lau màu minh nhân một hai ba bốn năm lên núi đánh hổ hổ không đánh tới đánh trúng một con chim nhỏ minh nhân cầm khăn lau dùng sức cắm thuốc màu trong miệng còn năm nga ca khúc mạc danh kỳ diệu, nghe được thành viên ám bộ bên cạnh da mặt nhảy dựng. Minh nhân này, như thế nào cảm giác có chút không giống nhau? Cụ thể chỗ nào không giống, hắn cũng nói không nên lời. Xong rồi, tạm biệt. Không bao lâu, khi trời sắp tối, Minh nhân ném khăn lau của trương hề hề vào trong tay ám bộ, cả người nhảy xuống. Trong nháy mắt biến mất trước mặt thành viên ám bộ. Ám bộ. cúi đầu nhìn khăn lau trong tay cam. Tại sao phải ném cho tôi? Vẻ mặt ghét bỏ ném vào thùng rác, thành viên ám bộ đi phục mệnh. Căn hộ độc thân cũ nát, tầng hai, trong nhà, minh nhân xoa xoa tay, ý niệm vừa động, lấy ra một khối thịt ma thú, nhất thời, có một cổ mùi máu tươi xông vào mũi. Minh nhân ngẩn ngơ. Cái này lại mới mẻ như thế. Làm canh thịt đi. Cẩn thận cắt một miếng, băm nhỏ, nấu canh uống không lâu đâu minh nhân liền hỏi đến mùi thơm xông vào mũi ngửi một cái na tru hít sâu một hơi có chút say mê hình như không biết mùi vị thế nào từ bên cạnh cầm lấy muỗng canh múc một chén nhỏ vui vẻ uống vài ngụm có thể cảm giác được một dòng nước ấm đang bơi trong cơ thể năng lượng thật cường đại na tru bị sốc ma thú thịt này tuyệt đối là một cái có thể tu hành thế giới sản xuất cổ năng lượng này đang không ngừng du tẩu cường hóa minh nhân thân thể thân thể vốn đã được tăng cường lại đang trở nên mạnh mẽ cho dù cực kỳ bé nhỏ nhưng đúng là đang tăng cường lợi hại a à? na thì thầm này còn có nhiều như vậy mà thú thịt toàn bộ ăn chính mình chẳng phải là muốn lên trời theo bản năng tinh luyện chakra trên giường trong phút chốc chakra đang lăn rất nhanh ha ha lão tử muốn cất cánh. Minh nhân đứng ở trên giường, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Yêu cầu hoa thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2. Bạo kích, người đáng giá nắm giữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngươi dẫn dắt đám lão vương bên cạnh tức giận, bạo kích gấp trăm lần, đạt được một trăm hộp mềm minh nhân cái quái gì vậy yên lặng lấy ra một hộp nhìn ánh mắt minh nhân thẳng tắp cái này thứ tốt à nhưng chính là hiện tại mình còn quá nhỏ không dùng được nhìn kỹ hơn na tru lại vui mừng vật này để lại trong không gian sẽ không có thời gian trôi qua nói cách khác vĩnh viễn cũng sẽ không đi qua thật tốt chờ sau khi mình lớn lên ở dùng cũng có thể lão vương sát vách người tốt a à? bất quá lão vương sát vách này trọng điểm là chữ viết có nhiều như vậy sao na tru hoài nghi không được chờ sau này lớn lên nhất định phải đổi một căn nhà tốt tuyệt đối không thể làm hàng xóm với các lão vương bên cạnh ngày hôm sau minh nhân ngoan ngoãn đeo cặp sách nhỏ đi vào trường học niên gia tùy ý tìm một vị trí ngồi vào chỗ của mình chán đến chết nhìn bốn phía đồng hài nhóm đều là một đám tiểu thí hài đều có chính mình vòng nhỏ. Minh nhân lẽ loi ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài. Này, ngươi là minh nhân vòng xoáy. Lộc Hoàng chẳng biết lúc nào ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Râu trên mặt ngươi là chuyện gì xảy ra? Xe xi si phải không? Minh nhân dương dương đắc ý. Lộc Hoàng. Ngươi dẫn động Lộc Hoàng không nói gì cảm xúc, bạo kích ngàn lần, đạt được tiên nhân thể chất một thể chất vĩnh cửu tiên nhân sao, không tệ. Minh nhân cảm nhận được biến hóa khó hiểu trong cơ thể, khẽ mỉm cười. Lộc Hoàng không nói gì nhìn Minh nhân. Sao anh thấy gợi cảm? Dù sao tôi cũng thấy có chút kỳ quái, cho nên mới tới hỏi anh. Ta đây là trời sinh. Minh nhân nghiêm mặt. Sư phụ tới rồi. Lộc Hoàng vội vàng ngồi xuống. Hiện tại vừa mới khai giảng, hắn cũng không muốn lưu lại cái gì ấn tượng xấu, vừa mới bắt đầu nhất định phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước minh nhân quân ở một góc khác vụng trộm nhìn minh nhân nội tâm cảm thấy rất hạnh phúc thật tốt khi cô ấy học cùng lớp với natu kun minh nhân nhìn lướt qua mấy người ở đây tất cả mọi người ngoại trừ ba người không hòa hợp của tiểu lý đám người cẩu mộ nha đều ở đây không có phát sinh biến hóa gì cuối cùng Ánh mắt Tru dừng lại ở Sasu. Người này, vẫn thanh tú như vậy, nhìn có chút không thoải mái. Mà đảng Atula, nhân Đà La, ngay cả ta cũng có thể ảnh hưởng, cũng là tuyệt rồi. Được rồi, các bạn, hôm nay là tiết học đầu tiên của các bạn, chúng ta bắt đầu từ từ giới thiệu. Tên tôi là Haruno Sakura. Tên tôi là Yuchibo Sasu. Tôi tên là Hướng Nhật Giả Điên. Tự giới thiệu từng người một khi đến phiên minh nhân, minh nhân tự tin đứng dậy. Lộc Hoàng ở một bên vừa nhìn không khỏi che mặt. Tệ thật. Người này muốn gây sự. Chào mọi người, ta tên là Vóc Tết Na Tru, ta thích làm một cái cá ướp muối, làm một cái cần cẩu đuôi, kéo thấp các ngươi thành tích học tập trung bình điểm. Ngươi dẫn động cả lớp lửa giận, bạo kích gấp trăm lần, đạt được bách khoa toàn thư tri thức nhẫn giới. Ngươi dẫn động lửa giận của y lỗ tạp, bạo kích gấp mười lần, đạt được tam thân thuật. Minh nhân mỉm cười, bình tĩnh ngồi xuống. Tốt. Đợt này, không sai, nên có gì đều có, cũng không cần đi học tập. Những giới tri thức đại toàn thư, ngươi tùy tiện thi, trong này ta đều có. Còn có tam thân thuật, đây chính là niên gia trường học muốn dạy trụ cột nhẫn thuật, về sau cũng không cần đi cố ý học tập, có thể cậu thả làm cá muối. Rất đẹp. Đáng ghét, ngồi xuống. Iruka tức giận toàn thân phát run, này rất khác biệt lời dạo đầu, để cho hắn thật sâu nhớ kỹ vấn đề này học sinh. Xoáy nước na Bây giờ bắt đầu lên lớp. Iruka hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, làm chủ nhiệm lớp cũng không phải dễ làm như vậy, ngày đầu tiên tới liền có gai, hơn nữa còn là cái này gọi vòng xoáy minh nhân. Yêu hồ. Iruka nhìn tru thật sâu và bắt đầu lên lớp. Natru nằm trên bàn và chơi cờ với Du Gong. Iruka. Bạn cùng lớp. Lợi hại A. Lộc Hoàng ở một bên sợ ngay người, minh nhân này quả nhiên là tấm gương mẫu mực của chúng ta, trâu bò không được. Tiết thứ nhất liền công khai ngủ, quả nhiên là bỏ ta còn ai, trâu rối mù. Không được, ta phải cố gắng đem này ninja trường học tri thức toàn bộ học tập xong xuôi, sau đó cũng như vậy, lần này là ta bị nên làm. Lộc Hoàng âm thầm thề. Ngươi dẫn dắt sự tò mò của hướng nhật giả điền, bạo kích gấp ba, đạt được đệ nhất môn động giáp tám môn. Minh nhân bình tĩnh. Sự chú ý của Hinata, đó là bình thường. Ngược lại tám môn động giáp đệ nhất môn này cũng không tệ lắm. Dù sao minh nhân có chút bắt đầu thói quen, này đợi đến chính mình tốt nghiệp, có lẽ đã rất cường đại, có thể miễu sát toàn thế giới loại kia. Thật tốt. Tan học y lỗ tạp khí hung hăng ông sách đi hắn muốn đi khiếu nại cơn lốc chết tiệt na tru ba thế hệ phanh một tiếng iruka đi vào trong văn phòng hai tay vỗ ở trên bàn làm việc iruka nổi giận đùng đùng gầm nhẹ cái này xoáy nước na tru thật sự là quá ghê tởm ta thật sự là dạy không được có chuyện gì vậy ba đời rất bình tĩnh tình huống như bây giờ đã dự liệu được rất nhiều người đều không thích hắn có tình huống như vậy cũng rất bình thường. Tiết đầu tiên liền ngủ, còn có công khai nói muốn kéo điểm trung bình của cả lớp xuống. Y lỗ tạp lẩm bẩm. Ngươi xem, ba đời a, à, không phải ta không dậy, là hắn chính là kiêu ngạo như vậy. Viên phi nhật trảm hít sâu một hơi, trợn mắt khá hốc mồm. Cam. Minh nhân này dũng mãnh như vậy sao? Lời này đều nói ra, hơn nữa còn đúng lý hợp tình như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút tức giận. Ngươi dẫn lửa giận của viên phi nhật trảm đời thứ ba, bạo kích gấp đôi, lấy được một miếng thịt ma thú. À, có chút còn hơn không? Na tru trở mình và tiếp tục nằm phơi nắng trên bãi cỏ sân trường. Cậu không sợ không tốt nghiệp sao? Lộc Hoàng ngồi ở một bên, hắn đối với Minh Nhân rất tò mò, vì cái gì hắn lại to gan như vậy, chẳng lẽ không muốn làm ninja, sẽ không sợ tốt nghiệp? Không sợ, ta là thiên tài không, là yêu nghiệt. Ngữ khí minh nhân thản nhiên. Cho nên, ta chỉ cần ngủ cũng có thể đè ép các ngươi đánh. Chết tiệt. Lộc Hoàng nghe vậy thiếu chút nữa học máu. Gặp qua người kiêu ngạo, chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy. Thằng khốn. Lộc Hoàng nghiến răng nghiến lợi, khó trách không được người ta chào đón, tính tình ác liệt như vậy, ai chào đón ngươi? Thằng khốn. Ngươi dẫn Lộc Hoàng hơi tức giận, bạo kích gấp đôi, đạt được âm thuộc tính chakra. Khóe miệng minh nhân nhếch lên, tiếp tục phơi nắng. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 3. Thủy Mộc, ta trêu ai gẹo ai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Buổi chiều là khóa học của Thủy Mộc. Nhìn vòng xoáy minh nhân ghé vào ngủ, Thủy Mộc lạnh lùng cười, yêu hồ chính là yêu hồ, cả đời này cũng khó có thể thành tựu. Ban ngày ban mặt thì ngủ, buổi tối muốn ra ngoài làm gì? Hại người sao? Ân. Minh nhân dương mắt, hắn cảm giác được một cổ ác ý thật sâu, ngẩng đầu, vừa vặn nên đón nụ cười ấm áp của Thủy Mộc. Nhưng hắn biết, nụ cười ấm áp này là giả. Ẩn giấu chính là một cổ điên cuồng, là chán ghét, là lạnh như băng cùng một dịp thôn rất nhiều người đều không có khác biệt đó là một loại hận không thể hắn đi tìm chết ý niệm thủy mộc lão sư nghe nói vị hôn thê của ngươi rất xinh đẹp na tru mở to hai mắt lộc hoàng lại nữa thủy mộc cũng kinh ngạc lập tức ôn hòa cười đúng vậy làm sao vậy với diện mạo này của anh cẩn thận lão vương bên cạnh có ý gì thủy mộc vẻ mặt mơ hồ lão vương sát vách là cái quỷ gì, hoàn toàn không rõ. Minh Nhân cười hì hì đem điển cố lão vương bên cạnh nói một chút. Ngươi mẹ nó. Thủy Mộc giận dữ, trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi thành công dẫn động Thủy Mộc lửa giận vô biên, bạo kích một vạn lần, đạt được tốc độ 10 các liệt, quá ác liệt. Buổi tối tan học, Thủy Mộc và Y Lỗ tạp tập thể tìm được viên phi nhật trảm, tố cáo hành vi ác liệt của Minh Nhân nhìn thấy thủy mộc tức giận đến toàn thân phát trung bộ dáng iruka bỗng nhiên có chút may mắn minh nhân này nhằm vào tất cả mọi người ở đây mà chỉ nhằm vào thủy mộc là quá mức chính là bởi vì hắn tính tình ác liệt cho nên các ngươi mới phải hảo hảo giáo dục hắn không phải sao viên phi nhật trảm bình tĩnh hai ngày nay năng lực gây chuyện của minh nhân có tiến bộ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lâu dài iruka thủy mộc ngươi nói rất có đạo lý chúng ta lại không nói gì để đối phó được rồi giáo dục minh nhân giao cho các ngươi trở về đi được rồi hai người rất không cam lòng nhưng họa ảnh đời thứ ba nói cũng có đạo lý minh nhân còn là một tiểu hài tử hơn nữa từ nhỏ không có cha mẹ khó tránh khỏi tính tình ác liệt một chút làm giáo viên sao có thể một gậy đánh chết iruka suy nghĩ và sau đó lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho một trận chiến dài miyuki thì khác giờ phút này sắc mặt hắn rất khó coi hừ chờ xem ta thu thập ngươi như thế nào thủy môn hừ lạnh phất tay áo về nhà nhìn theo hai người rời đi viên phi nhật cảm nhíu mày hồi lâu mới mở miệng nói nhìn chằm chằm thủy mộc ta cảm thấy hắn có vấn đề sự tồn tại của natru hắn biết cảm giác lực rất mạnh như vậy tại sao hắn muốn nhắm vào thủy mộc như thế cũng rất thú vị vì vậy, hắn cần có người nhìn chầm chầm thủy mộc, muốn nhìn xem người này có thể làm ra chuyện khác người hay không. Hôm nay hơi quá rồi. Minh Nhân nhớ lại một ít chuyện ngày hôm nay, thật sâu minh bạch, hôm nay nhằm vào thủy mộc quả thật có chút không ổn, về sau cải tiến. Ăn thịt Hôm qua ăn canh, hôm nay xào thịt, mỗi ngày đều không giống nhau. Thịt ma thú nhiều như vậy, bây giờ chỉ có một mình, từ từ ăn, không vội. Mỹ vị A nhân sinh có thịt như thế, thật là không tiếc. Ăn uống no đủ, Minh Nhân vuốt bụng thở dài, có chút không muốn nhúc nhích, liền nằm ở trên ghế mở tivi xem tiết mục. Đài truyền hình số lượng rất ít, tiết mục không nhiều lắm, xem Na Tru buồn ngủ. Năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt một tuần đã trôi qua. Tuần này, Minh Nhân rất bình thản, điều này làm cho Lộc Hoàng có chút kinh ngạc. Hắn vẫn chờ Minh Nhân gây sự. Đáng tiếc, ngươi dẫn động tâm tình bất đắc dĩ của lộc hoàng bạo kích gấp đôi đạt được thuật trói buộc ảnh tử minh nhân người này sao vậy hình như hôm nay nghỉ ngơi a à. minh nhân ở nhà ngủ nướng giật mình một cái có chút mơ hồ hoàn toàn không cách nào lý giải lộc hoàng đây rốt cuộc là làm sao vậy đang yên đang lành lại đối với mình cảm xúc quên đi tỉnh cũng tỉnh rồi ra ngoài dạo một vòng minh nhân đứng dậy đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm liền đi ra cửa phòng. Sông nhỏ nước chảy, gió mát phất vào mặt. Không khí trong làng Mộc Dịp thật sự rất trong lành, không có sương mù, không có rác rưởi, dòng sông trong veo có thể xuống tắm rửa. Na sao cậu lại ở đây? Bỗng nhiên, âm thanh của Lộc Hoàng truyền đến, Minh Nhân quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Lộc Hoàng đang đội mũ câu cá. Ngươi thật là nhàn nhã. Minh Nhân đặt mông ngồi bên cạnh Lộc Hoàng, tò mò nhìn thùng gỗ bên cạnh, cái gì cũng không có vừa tới không phải đến lâu lắm rồi cho nên ngươi đừng nói cho ta biết lâu như vậy ngươi ngay cả một con cá cũng không có câu lên ha 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 không có biện pháp vận khí quá kém lộc hoàng gãi đầu cũng là bất đắc dĩ hắn thật sự cố gắng câu cá có cần câu không cho tôi mượn một cái này cầm đi lộc hoàng đưa một cây cần câu qua minh nhân tiếp nhận suy nghĩ một chút ném móc câu xuống bên cạnh lộc hoàng ngươi ở bên cạnh ta là câu không được cá ngươi không thấy ta một con cá cũng không có câu lên sao vòng xoáy minh nhân câu cá nguyện giả mắt câu lộc hoàng lời này ý cảnh trực tiếp xuất hiện thật không ngờ minh nhân còn có văn hóa như vậy lúc này vừa mới đi học không phải đã có thể nói ra lời thăm ảo như vậy sao lợi hại gì nhanh như vậy đã có cá mắc câu Bỗng nhiên, Minh Nhân kinh ngạc phát hiện, móc câu của mình có cá mắc câu. Tiện tay kéo một cái, liền kéo cá lên, là một con cá nhỏ. Ngươi dẫn dắt lộc hoàng hoài nghi nhân sinh tâm tình, bạo kích gấp ba, đạt được mỹ vị nướng cá ba con, cá nướng. Minh Nhân vẻ mặt kỳ quái, thứ này cũng có thể bạo kích ra sao? Nhưng cũng không sao. Có ăn là được. Cá nướng một dịp thôn cũng có, nhưng không ngon, hơn nữa tính tình ông chủ kia rất không tốt đối với hắn lại càng không tốt cho nên minh nhân cũng lười đi được rồi ba con cá nướng nghĩ đến nhất định rất ngon tiết kiệm chút ăn có thể ăn ba ngày lộc hoàng nhìn minh nhân câu cá luôn cảm giác hắn câu cá rất đơn giản tiện tay kéo lên không phải hẳn là có kỹ xảo sao mặc dù hắn cũng không hy vọng có thể bắt được cá hắn chỉ ở đây hưởng thụ tiếp tục tiếp tục minh nhân cười ha ha tiếp tục vung móc câu cả người nằm ở trên bãi cỏ cùng lộc hoàng hiếp mắt nghỉ ngơi hắn thấy lộc hoàng rất thú vị sẽ không giống như những đứa trẻ khác ngược lại có lẽ là quá thông minh tư tưởng rất thành thục hai người cũng trò chuyện được vậy thì tốt rồi khó có được một người bạn minh nhân cũng rất quý trọng con người dù sao cũng là động vật quần cư cô đơn cũng không khiến người ta cảm thấy thoải mái Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 4. Giúp đỡ, ngươi hảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đối diện chính là chỗ ở của vũ trí ba, thật đúng là lớn. Dựa lưng vào tảng đá lớn, trong miệng minh nhân ngậm một cọng cỏ xanh, nhìn cảnh tượng người đến người đi đối diện tất cả đều là người mặc quần áo đặc biệt của vũ trí ba. Đúng vậy. Lộc Hoàng tùy ý gật đầu, đối với chuyện này cũng không có cảm giác gì. Bầu không khí gần đây cũng có chút là lạ, nhưng chính là không rõ loại bầu không khí này là chuyện gì xảy ra. Không phải là xa xúc sao? Bỗng nhiên, Na Trung nhìn thấy xa xúc đi ra khỏi nhà Du Di, đứng bên bờ nước, vẻ mặt có chút xa xúc, không biết đang nghĩ gì. Đại khái bị lão tía khinh thường hoặc là bị mắng. Thật đúng là hình tượng. Nghe được Lộc Hoàng nói, Minh Nhân sửng sốt, cẩn thận đánh giá tá trợ một cái, nhất thời cảm thấy chính là nên như vậy không sai. Hắn quả thật nhớ rõ tá trợ thường xuyên bị phú nhạc lấy ra so sánh với chồn. Kết quả chính là càng là đối lập, thương tổn lại càng lớn. Tá trợ không có trầm cảm hắn đều cảm thấy tâm tình tốt. Sa sút không chú ý đến hai bạn học đối diện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn mặt nước gần sóng lăn tăng. Hồi lâu, tá trở hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng hẳn lên, hai tay khép lại, bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi. Bốp. Ông. Chút bắt đầu hội tụ, một ngọn lửa từ trong miệng sinh ra, khẽ phun một tiếng, hỏa cầu ngang không, dọc theo mặt nước quanh kích mà đi thẳng đến giữa nước mới nổ tung. Quy lực cường đại đem nước bốn phía đều nổ tung lên. dọc nước bắn tung tóe. Ta kháo. Cả Na Tru và Cao Ru đều xanh mặt và vội vã né tránh. Người này, không chú ý tới đối diện có người sao. Sa sút ngẩn ngơ. Lúc này mới nhìn thấy đối diện có hai người ở trong đó, tập trung nhìn, đây không phải là Minh Nhân và Lộc Hoàng sao. Hai người bọn họ thường xuyên lẫn lộn cùng một chỗ, Cộng thêm lý luận kỳ quái của Minh Nhân ngày mới khai giảng, làm cho hắn nhớ kỹ người này. Cái này vừa nhìn hắn liền nhận ra. Đây là bạn cùng lớp. Này, ta nói tá trợ ngươi đang làm gì vậy? Nachu hét lên. Con cá của tôi sợ các người quá. Sasuk có chút xấu hổ. Chính mình dĩ nhiên không có phát hiện đối diện có người, quả nhiên là không nên. Bạn đã kích thích cảm xúc xấu hổ của Yuji.bo và đã có được tầm nhìn năng động của oai trờ queo well ai sắc mặt minh nhân không thay đổi thản nhiên cười lại đây chơi đi các ngươi tự mình chơi đi ta muốn huấn luyện tá trợ có chút ý động nhưng vừa nghĩ tới ca ca của mình hắn liền cảm thấy còn cần rất cố gắng mới được hiện tại không phải lúc chơi đùa chờ hắn khi nào trở thành hài tử nhà người khác rồi nói sau thật chăm chỉ a à. nhìn trợ lý lại vùi đầu vào tu hành minh nhân cùng lộc hoàng liếc nhau bất đắc dĩ thở dài được đổi chỗ đi ở đây không thể câu cá với phương pháp làm bể cá chiên này cá gì cũng chạy mất còn ở đây làm gì đi đổi chỗ khác na tru và lộc hoàng kề vai sát cánh chuẩn bị đi tìm nơi khác dù sao con sông này dài như vậy cũng sẽ không chỉ có một chỗ như vậy mới có thể câu cá về phần tá trợ phỏng chừng cũng không bao lâu nữa sẽ dừng lại nên giúp không phải là thứ tốt để sử dụng Vẫn còn quá chậm Miệng sa sút đỏ bừng Nhưng vẫn chậm như vậy Xem ra khoảng cách thực lực của đại ca còn rất lớn Thường nguồn Nhìn thấy phía dưới rốt cục dừng lại Minh nhân cùng Lộc Hoàng nhìn nhau cười một cái Trợ lý này thật đúng là chăm chỉ So sánh với hắn Hai người bọn họ liền có vẻ có chút không hòa hợp Ai Mỗi người đều có suy nghĩ của mỗi người Tôi không thích chăm chỉ như vậy lộc hoàng hai tay ông gáy hưởng thụ thời gian hiếm có không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác mình buồn ngủ giống như vĩnh viễn cũng ngủ không tỉnh bộ dáng minh nhân cười hắc hắc người đây là suy nghĩ quá nhiều đại khái vậy nhưng xa suốt thật lợi hại lúc này vừa mới khai giảng đều là bạn học hắn dĩ nhiên đã có thể sử dụng hào hỏa cầu lộc hoàng có chút hâm mộ một phần thực lực này so với bọn họ mạnh hơn nhiều minh nhân cười mà không nói hắn tuy rằng hiện tại chỉ biết tam thân thuật nhưng thuần thục a à, thuấn phát hơn nữa sẽ không giống nguyên tác như vậy phân ra một cái mềm nhũng nằm úp sấp như vậy phân thân hắn hiện tại đối với ra khống chế lực phi thường cao thâm như thế nào nhìn ngươi như vậy ngươi còn cảm thấy ngươi lợi hại hơn tá trợ ta đã sớm nói ta là yêu nghiệt ngươi dẫn động lộc hoàng không nói gì tâm tình bạo kích gấp đôi đạt được âm thuộc tính chakra. Lặp lại. Có ích lợi gì? Minh nhân nhướng mày, cẩn thận cảm giác, được rồi, không có cảm giác gì, dứt khoát mặc kệ, cứ như vậy bạo kích tiếp tục, chắc chắn sẽ có biến hóa. Đó chính là vũ trí ba chồn phải không? Minh nhân bỗng nhiên chỉ chỉ bên người tá trợ, giờ phút này bên cạnh hắn không biết lúc nào có thêm một người, đang khóe miệng mỉm cười vuốt đầu tá trợ. Đúng vậy, gặp nhau ở bữa tiệc lộc hoàng nhìn không sao cả gật gật đầu hắn mới thật sự là yêu nghiệt hiện tại thực lực cũng rất mạnh ta từ nhỏ đã nghe hắn truyền thuyết lớn lên đây mới thật sự là một đứa trẻ nhà người khác minh nhân quả thật trâu bò diệt đồ chơi toàn tộc của mình cái này cũng không trâu bò vậy thì không có người trâu bò ngươi đừng nhìn hắn chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi nhưng thực lực kia có lẽ là mục tiêu cả đời chúng ta đều không theo kịp không sao chứ lộc hoàng không nói gì quên đi không nói nữa phỏng chừng hiện tại minh nhân cũng không biết chênh lệch giữa bọn họ đợi đến khi ở trường học học được rất nhiều liền biết chênh lệch giữa bọn họ giống như khoảng cách rất khó vượt qua đó chính là ninja mỗi giai đoạn là một minh chứng cho sức mạnh trung nhẫn rất kém cỏi sao nhưng đó là trụ cột của mọi làng ninja trong thôn nhìn như thượng nhẫn có không ít nhưng chia sẻ cũng không nhiều tin anh thượng nhẫn lại càng ít đến đáng thương. Mỗi một tin anh thượng nhẫn đều dẫm lên vô số thanh danh thăng cấp lên. Tỷ như kỳ mộc tạp tạp tay, tỷ như kỳ một sốc mậu đám người. Họ là những huyền thoại. Ta về sau không có ý định làm truyền kỳ, ta muốn giống như cha ta, làm trợ thủ. Lộc Hoàng cười hắc hắc. Như vậy mới là thoải mái nhất. Nhìn nai lương lộc cửu, mỗi ngày đều có thể đúng giờ về nhà ăn cơm, còn có thời gian chơi cờ các loại sự tình, đang nhìn một số người, nhà cũng không về được. Đó là khoảng trống. Vì vậy, hãy làm những gì nhẹ nhàng nhất. Minh nhân không nói gì, ngươi cũng không phải làm trợ thủ, mà là làm trợ thủ cho ta. Chờ đã. Nếu như ta thật sự lên làm đời thứ bảy họa ảnh, ta nhất định cho ngươi phân công một đống lớn nhiệm vụ, cho ngươi cảm thấy thoải mái. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 5 Tầm tính sập Bạn đang nghe tại truyện.audio Tu luyện phải từ từ, phải dựa vào lĩnh ngộ, như vậy mới có thể làm ít công to Nụ cười ôn hòa, vuốt đầu em trai mình, không ngừng truyền thụ kinh nghiệm Đối với tá trợ, hắn luôn luôn đều rất có kiên nhẫn, sẽ nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói cho dù thời gian chặt chẽ, hắn cũng sẽ rút ra một ít thời gian đến làm bạn với hắn. Đi với Sa Sút để tập luyện, luyện tập và chơi. Anh ấy nghĩ Sa Sút rất đáng yêu. Đáng tiếc, sắp hết thời gian rồi. Thần sắc trồn âm trầm, gần đây quan hệ giữa gia tộc và thôn càng ngày càng bén nhọn, hắn căn bản không biết nên cân bằng như thế nào. Các lãnh đạo cấp cao của một dịp thôn cũng không làm, toàn dựa vào một mình hắn duy trì sắp không kiên trì được nữa rồi, chẳng lẽ thật sự muốn làm thủ đoạn cuối cùng kia? Con chồn trầm mặt. Ca ca, huynh làm sao vậy? Tá trợ dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía con chồn. Con chồn trong nháy mắt trực tiếp thu hồi thần sắc âm trầm, vẻ mặt tươi cười nói. Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện công việc. Vậy sao, chuyện của ám bộ nhất định rất nhiều, sau này ta lớn lên nhất định phải gia nhập ám bộ. Ồ, Tại sao? Thay ca ca phân ưu. Vậy sao, vậy con phải mau lớn lên đi. Chồng cười khẽ, xoa xoa đầu tá trợ, nhìn dòng sông cuồn cuộn, cuộc sống như vậy thật sự rất tốt, thôn như vậy đáng giá đi bảo vệ. Nhưng tại sao? Xem đi, đây chính là chồn, đối với đệ đệ thật tốt. Lộc Hoàng hâm mộ. Thấy vậy tôi cũng muốn một cái tương Âu Ni như vậy. Đây là đệ khống. Minh Nhân không nói gì tuy rằng nhìn qua quả thật khiến người ta hâm mộ, nhưng loại đề khống này không phải ai cũng có thể làm được. Dù sao hắn chưa từng gặp qua, hiện tại ngược lại là chân chính kiến thức. Ánh mắt ôn hòa kia, đó là trồn. Dường như hắn cũng chỉ biết ở trước mặt tá trợ lộ ra loại biểu tình này, ở trước mặt người khác đều là bộ dáng lạnh như băng, nói chuyện đều là loại ngữ khí nhàn nhạt này. Ngươi dẫn động tâm tình mềm mại trong lòng vũ trí ba trồn, bạo kích gấp 12 lần, đạt được thiên chiếu minh nhân. Tôi sẽ đi. Xa như vậy, lỗ tai ngươi linh nghiệm như vậy sao? Minh nhân một bộ thấy quỷ nhìn trồn ở bờ bên kia sông, đây là lỗ tai gì? Chẳng lẽ ninja thực lực cao cường còn có tác dụng như vậy? Lợi hại. Minh nhân liếu lưỡi, không dám nói thêm gì nữa. Hiện tại hắn còn là cái mầm non, căn bản đánh không lại những này hung tàn ninja, vì mạng nhỏ của mình hay là cẩn thận vẫn là trên hết vạn nhất một cái họa không tốt từ miệng mà ra vậy thì thú vị bị người ta đánh cũng không biết đi đâu giải oan đó là bạn học của cậu đúng vậy sa sút liếc mắt nhàn nhạt gật gật đầu bọn họ một cái gọi lốc xoáy na tru một cái gọi na ra lộc hoàng ta nói với ngươi aoni tương tá trợ hưng phấn đem chuyện ngày đầu tiên đi học lại nói với chồn con chồn lắng nghe như thế đi thôi không thú vị Minh Nhân biểu môi, kéo Lộc Hoàng đi. Còn ở lại nữa, hắn sắp sụp đổ rồi. Y phục này huynh đệ tốt cung bộ dáng, nhìn đến người chán ghét, được rồi, hắn quả thật hâm mộ. Nhìn hắn cũng muốn trải nghiệm một phen. Đáng tiếc, không thể. Vì nó mồ côi, không có người thân. Tức giận. Ngươi thành công dẫn động tâm tình của mình, bạo kích gấp 10 lần, tăng cường thể chất vòng xoáy. Minh Nhân không tệ quên đi ta hâm mộ cái gì không lâu nữa sẽ diệt tộc minh nhân lắc đầu điểm này hắn không thay đổi được cũng không có tâm tình đi thay đổi không liên quan đến hắn na tru cảm thấy mình chỉ chờ lớn lên sau đó rời khỏi một dịp thôn đến một nơi mình thích hoặc du lịch vòng quanh thế giới còn hơn là ở lại làng này hiện tại là không có năng lực có năng lực hắn nhất định làm như vậy về phần thôn này ai sẽ cứu Đừng đùa, hắn đều bị khi dễ thảm như vậy, cứu vớt người mình thích là được, những người còn lại liên quan gì đến ta. Minh Nhân tự giác không phải thánh mẫu gì, không làm được chuyện lấy đức báo oán cao lớn này. Đổi người khác đến cứu các ngươi đi, hoặc là chết hết mọi chuyện. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tôi đang nghĩ tối nay sẽ ăn gì. Không bằng đi ăn thịt nướng. Không đi. Minh Nhân trực tiếp lắc đầu, gần đây thịt ăn có chút nhiều hơn nữa đều là thịt ma thú đang đi ăn thịt khác hắn cảm giác cũng ăn không vô thơm quá hút đi không được về nhà tự mình làm thịt nướng liền dùng thịt ma thú nướng khẳng định đặc biệt thơm mùi vị cũng khẳng định đặc biệt hăng hái cái này không ngon hơn thịt nướng sao về phần chia sẻ chia sẻ trước khi không có thực lực tuyệt đối là sát bút trí giả không làm không bằng một mình mình vụng trộm phát tài vụng trộm hưởng thụ đây mới là chính đạo lại nói tiếp thịt ma thú tiêu hao hơi nhanh lão đầu đời thứ ba ngươi phải cống hiến một chút minh nhân ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy họa ảnh nham bị mình lau sạch sẽ kia trong mắt vừa chuyển nảy ra ý hay a à phốc viên phi nhật trảm đang nhìn quả cầu thủy tinh hắc xị mạnh một cái theo bản năng sờ sờ mũi của mình lầm bầm một tiếng kỳ quái ai đang nhắc tới ta mà cùng lúc đó một thân ảnh nho nhỏ len lén bò lên hỏa ảnh nham, động tác giống nhau, lại càng thêm thuần thục. Hắc hắc hắc, khắc khắc. Minh nhân cầm bút lông lớn, vẽ một cây đại thụ trên mặt sơ đại, vẽ một dòng nước lớn trên mặt nhị đại, lại vẽ một con dế nhũi trên mặt tam đại. Thu xếp xong việc. Na tru cười lớn. Bỗng nhiên, nụ cười của minh nhân ngưng động, phía dưới, vài đôi mắt phun lửa đang nhìn chầm chầm hắn, không khí trong nháy mắt yên lặng. Vót Natru. Một tiếng gầm thét, Iruka không biết từ nơi nào nhảy ra, chỉ vào Natu ngón tay thẳng run rẩy. "Đây chính là thần thánh hỏa ảnh nham, ngươi đang làm gì?" "Tôi đang quấy rối, các người không nhìn thấy sao?" Minh Nhân khinh thường biểu môi. Sau một khắc đã bị đám người Iruka như làng như hổ bắt xuống, đưa đến trước mặt Viên Phi Nhật Trảm. Nhìn một màn trước mắt, Viên Phi Nhật Trảm nâng trán. "Mẹ nó" Hắc xì không lâu trước đây dĩ nhiên ứng nghiệm ở chỗ này, hắn còn tưởng rằng là ai nhớ hắn chứ, tình cảm là minh nhân người này lại bắt đầu quấy rối. Bao lâu rồi, năm ngày. Tôi có nên chặn ngày nghỉ lại không, như vậy minh nhân sẽ không có thời gian quấy rối. Trong đầu viên phi nhật trảm đột nhiên nảy ra một ý niệm như vậy. Ngươi dẫn động tâm tình phẫn nộ của đám người y lỗ tạp, bạo kích gấp 50 lần, đạt được kỹ xảo ném bóng hoàng mỹ. Ngươi thành công dẫn động lửa giận của hỏa ảnh viên ba đời phi nhật trảm, bạo kích gấp 10 lần, đạt được 10 miếng thịt ma thú. Nội tâm minh nhân khẽ động, nội tâm vui như nở hoa. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 6. Hinata. Ta hỏng mất. Bạn đang nghe tại truyện.audio tốt lắm, lại tuôn ra thứ mới. Nhắm mắt lại cẩn thận thể ngộ, phát hiện đây không hổ là thuật ném khổ vô hoàng mỹ, phàm là khổ vô trên tay ngươi có thể cầm, vô luận bao nhiêu đi, đều có thể trúng mục tiêu chính xác, đều có thể tùy tâm ý ngươi. Cái này cũng rất trâu bò, rất lợi hại. Vũ trí ba cũng không sánh được. Nhớ rõ vũ trí ba chồng cực hạn là bảy thanh khổ vô, nhưng hắn. Chật chật. Khóe miệng minh nhân nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Còn cười, ngươi có biết tính nghiêm trọng của sự tình hay không? Viên phi nhật trảm vỗ bàn một cái. Đi lau sạch sẽ cho ta, sau đó phạt đứng. Ngươi thành công dẫn động tính tình nóng nảy của viên phi nhật trảm, bạo kích gấp 10 lần, thu được 10 miếng thịt ma thú. Minh nhân biểu môi. Thế nào cũng là thịt ma thú. Tốt như vậy, hắn muốn một cái gì đó mới mẻ. Quên đi, thời gian còn dài, từ từ sẽ đến, ta không vội. Minh Nhân tự an ủi mình, đi hỏa ảnh nham lau sạch những thứ kia. Hắn đối với Sơ Đại cùng Nhị Đại không có ác cảm gì, đối với Tam Đại thì là ác ý tràn đầy, ai bảo người này nuốt tiền tài của mình, đến bây giờ còn mỗi tháng cho chút tiền, chỉ có thể chính mình ăn cơm. Muốn làm chút gì khác đều phải keo kiệt tìm tòi. Phiền muốn chết. Nghe nói hôm qua cậu lại đi hỏa ảnh nham làm chuyện, tại sao phải làm như vậy? để thu hút ánh nhìn của họ. Giọng Na Tru trầm. Tôi ghét sự cô đơn và thích náo nhiệt, nhưng không ai chơi với tôi, tôi chỉ có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Nại Lương Lộc Hoàng. Thu Đạo Đinh Thứ. Gia Ca tỉnh giả. Ba người vẽ mặt đồng tình. Ngươi thành công dẫn động Nai Lương Lộc Hoàng, Sơn Trung tỉnh giả, Thu Đạo Đinh Thứ ba ba người đồng tình, bạo kích gấp ba, đạt được thuộc phân thân ảnh. Không có việc gì, ngươi còn có chúng ta không sai không sai một bên sơn trung tỉnh giả nước mắt lưng trồng nữ hài tử cảm tính nhất minh nhân tao ngộ làm cho nàng đồng tình ô ô ô minh nhân ông tỉnh giả thất thanh khóc trống sắc mặt tỉnh giả cứng đờ ngươi thành công dẫn động sơn trung tỉnh giả ngượng ngùng bạo kích gấp ba biến lớn biến dài một đâu đâu sắc mặt minh nhân cứng đờ cái này không tệ lộc hoàng ở một bên trận mắt há hốc mồm khoai tây chiên trong tay thu đạo đinh thứ rơi thẳng xuống đất cam đây là chuyện con người làm cái kia không phụ lòng a à, ta không phải cố ý minh nhân buông tỉnh giả ra vẻ mặt hồn nhiên rất chân thành xin lỗi biểu tình kia động tác kia tỉnh giả hoảng hốt một trận lắc đầu rộng lượng nói không có việc gì ngươi cũng là thương tâm sao về sau chúng ta chính là bằng hữu Ngươi thành công dẫn động nội tâm Nhật Bản, bạo kích gấp trăm lần, đạt được năng lực xem thường. Sắc mặt minh nhân cứng đờ, lén lút quay đầu nhìn ruộng non, rất tốt, giờ phút này sắc mặt nạn có chút khó coi. Khụ, không được, phải cân bằng. Minh nhân nội tâm suy tư, nên làm như thế nào, nên làm như thế nào. Đúng lúc này, Iruka lão sư đi đến, quét mắt ở đây mấy người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay, chúng ta giả ngoại huấn luyện nội dung huấn luyện không nhiều lắm chỉ có một đó chính là khổ vô ném kỹ lúc này niêm gia cơ bản dạy học một trong cần tinh thông về sau các ngươi đại đa số thời gian đều sẽ ở bên ngoài huấn luyện vượt qua hãy sẵn sàng các chàng trai trẻ khổ vô ném đầu thuật cũng không phải đơn giản như vậy là có thể luyện thành trong chuyện này cần cố gắng cần một chút thiên phú càng cần kỹ xảo cho nên các ngươi phải nghiêm túc nghe hiện tại, đều theo ta đi ra. Được. Các học sinh hô to, hưng phấn theo Iruka đi ra phòng học. Y lỗ tạp lão sư nói không sai, khổ vô ném kỹ nhìn như đơn giản, kỳ thật khó khăn nhất. Lộc Hoàng thở dài. Ta ở nhà bị ép luyện tập mỗi ngày, hiện tại thỉnh thoảng còn đánh không trúng hồng tâm, đây còn không phải di động, di động biên ngắm lại càng khó khăn. Tỉnh giả không ngừng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy lão thảm rồi. Thu đạo đinh lặng lẽ ăn khoai tây chiên. Thứ này, ai huấn luyện ai biết, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó, so với tam thân thuật khó hơn nhiều. Minh nhân yên lặng không nói. Lúc trước, có lẽ hắn sẽ đau đầu, bởi vì thứ này hắn cơ bản không có sợ qua, nhưng hiện tại. Sợ không chết các ngươi. Minh nhân tự tin dân trào, nhìn ba người bên cạnh lắc đầu không nói gì. Chờ đã, chờ lúc bắt đầu ngươi sẽ biết iruka dẫn theo ở đây mấy người đi tới sân trường trên sân thể dục giờ phút này mặt trên đã thả rất nhiều khung gỗ khung bên trong có rất nhiều khổ không bất quá đều là gỗ đấy cách đó không xa có một hàng mục tiêu thấy chưa hôm nay chính là nội dung huấn luyện của chúng ta iruka thản nhiên cười tin tưởng các ngươi rất nhiều đều ở nhà huấn luyện qua nhưng ta vẫn là muốn nói cái này khổ vô ném đầu thuật cũng không phải đơn giản như vậy sự tình muốn kiên trì bền bỉ về sau chúng ta mỗi ngày đều phải tới huấn luyện. Đầu tiên, ta nói một ít kỹ xảo của khổ vô ném thuật. Ba lạp ba lạp một đống lớn, y lỗ tạp đại khái đem kỹ xảo khổ vô ném nói hết lần này đến lần khác. Nhìn kìa. Y lỗ tạp từ trong khung gỗ lấy ra một thanh khổ vô, cổ tay rung lên, khổ vô phá không mà đi, trong nháy mắt liền không vào biên ngắm cách đó không xa. Nhìn xem, có phải rất đơn giản hay không? nhưng đây là kết quả huấn luyện của ta từ khi còn nhỏ đến bây giờ có người trong các ngươi có thể thiên phú một chút sẽ cảm thấy đơn giản nhưng ta nói cho các ngươi biết không cần kiêu ngạo không cần tự mãn thứ này không có đường tắt như vậy hiện tại bắt đầu mỗi người đứng một chỗ và bắt đầu ném khổ vô trong khung gỗ này dùng hết rồi tự mình đi nhặt sau đó tiếp tục à trên sân thể dục một mảnh kêu trên nhưng vì huấn luyện bọn họ chỉ có thể cắn răng nhìn mấy người minh nhân liếc nhau đi tới một góc tách ra đứng vững minh nhân khơi mạo một phen khổ vô thưởng thức một chút ngươi khoan hãy nói đồ chơi này làm rất tinh xảo rất giống bề mặt làm việc cũng không quá thô ráp chính điều này ném lên người cũng sẽ vô cùng đau đớn minh nhân ngươi cẩn thận một chút đừng ném lên người người khác a à. nhìn bộ dáng minh nhân tỉnh giả có chút sợ hãi lui về phía sau vài bước, căn cứ vào cách nói của minh nhân, hắn giống như chưa từng sợ qua khổ vô này. Nghĩ lại cũng đúng, trong nhà bọn họ có truyền thừa, cho nên mỗi ngày đều có huấn luyện. Nhưng Na Tru thì khác. Nàng thật đúng là sợ minh nhân sằng bậy. Minh nhân im lặng nhìn tỉnh giả một cái, nhìn chung quanh một chút, phát hiện Lộc hoàng cùng thu đạo đinh thứ cũng là loại biểu tình này, đối với chuyện này minh nhân không khỏi cười lạnh. Nếu không, các ngươi tới trước. Cũng được. Ba người suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Lộc Hoàng cầm lấy một nắm khổ vô, nhắm ngay. Hoa ơi, xin tất cả thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Chấn Kinh Tứ tọa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vèo khổ vô phá không, nhập hồng tâm. a à, lần này tỷ lệ trúng mục tiêu không tệ. Lộc Hoàng gãi đầu. Như vậy cũng có thể trúng mục tiêu. Sơn Trung tỉnh giả cùng Thu Đạo Đinh cũng tự mình cầm lấy khổ vô, tiện tay ném một cái, trúng hồng tâm. Minh Nhân bên cạnh không nói gì. Luôn cảm thấy mấy tên này đang khoe khoang. Trào. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng vỗ tay kịch liệt, mấy người theo tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy phía trước trợ lý hai thanh gỗ khổ vô toàn bộ chìm vào hồng tâm ai cho nên thật phiền a à. lộc hoàng gãi đầu mình đã đủ lợi hại nhưng đụng phải loại trợ giúp này thật đúng là một chút biện pháp cũng không có lợi hại iruka cũng khiếp sợ tuổi còn nhỏ dĩ nhiên có thể đồng thời ném ra hai thanh khổ vô hơn nữa còn có thể đồng thời trúng mục tiêu một phần lĩnh ngộ đối với kỹ xảo ném khổ vô tung thuật cũng sắp theo kịp hắn rồi đây là thế giới của thiên tài sao iruka nghĩ tới chính mình hắn đến bây giờ cũng mới có thể làm đến trình độ này chẳng trách có người nói vũ trí ba là chuyên môn chơi khổ vô chỉ một chiêu này rất nhiều người ở đây đều khó có thể địch nổi thật lợi hại a à, tá trợ đúng vậy không hổ là danh môn hậu duệ từng tiếng ca ngợi làm cho tá trợ có chút lân lân những thứ này đều là kết quả ca ca dạy a à. Buổi chiều tan học nhất định phải để ca ca dạy ta một ít đồ vật. Bỗng nhiên, sa sút nhìn thấy Naruto. Chẳng biết tại sao, hắn vừa nhìn thấy Minh Nhân liền thập phần có biểu hiện dục vọng, không khỏi khiêu khích nhướng mày. Tức chết ta rồi. Mặt Tỉnh Giả khí đỏ bừng. Không phải là hai thanh khổ vô sao, đắc ý cái gì, cho ta thời gian, ta cũng có thể. Hinata nhìn Naruto, có chút lo lắng. Theo những gì cô biết, na đã không học điều này một cách cụ thể phải làm gì minh nhân không nói gì nhìn ta làm gì còn có tá trợ thật cho rằng mình rất lợi hại sao minh nhân cười lạnh từ trong khung gỗ móc ra bốn thanh khổ vô ân ừ, bốn thanh mà nói cũng đủ trấn áp hết thảy không phục đi về phần càng nhiều làm người lưu một đường sau đó dễ gặp lại không là làm người phải khiêm tốn minh nhân mới sẽ không ngốc hồ hồ bại lộ thực lực của mình bây giờ còn chưa đến lúc cũng không có năng lực bảo vệ mình thích hợp biểu hiện một ít yêu nghiệt địa phương đối với mình có lợi nhưng thật sự ngốc hồ hồ bại lộ toàn bộ năng lực của mình đó chính là muốn chết bốn thanh ánh mắt mọi người ở đây nhìn thẳng lên tuyệt đại đa số mọi người nhìn minh nhân giống như đang nhìn bệnh nhân thất tâm điên người này choáng váng đi đang yên đang lành vì tranh sĩ diện dĩ nhiên muốn bốn phen khổ vô Ngươi cho rằng khổ vô ném đầu thuật này là dễ tu luyện như vậy sao? Y lỗ tạp nhíu mày, cũng an ủi nói. Minh nhân, không cần cưỡng cầu, chậm rãi tu hành là tốt rồi. Xem đi. Dưới ánh mắt lo lắng của bọn tỉnh giả, dưới ánh mắt kinh ngạc của trợ lý tá, dưới ánh mắt khinh thường của rất nhiều người, bốn thanh gỗ khổ không xẹt qua độ công duyên dáng, gần như cùng một lúc đóng đinh vào hồng tâm. Im lặng. Yên tĩnh như chết tất cả mọi người toàn bộ trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này thần tình hoảng hốt thần tình không thể tin được điều này điều này sao có thể chứ iruka càng là cảm giác mình đang nằm mơ bốn thanh khổ vô a à, toàn bộ nhẫn giới có mấy người biết loại kỹ xảo này kỳ thật không có tác dụng gì trừ phi lực lượng của ngươi đủ cường đại cho nên rất ít người đi theo đuổi nhưng cũng không có nghĩa là điều này không khó không ngược lại thật khó khăn. Nhưng bây giờ, vóc Tết Na đã làm được. Trào. Mọi người ồ lên, nhìn về phía minh nhân ánh mắt mang theo sợ hãi, mang theo hâm mộ, có còn mang theo sùng bái. Bọn họ còn nhỏ, sẽ không nghĩ nhiều như vậy quanh co. Có lẽ Na thường được nhắc đến bởi cha mẹ của họ, khiến họ sợ hãi và ghê tởm anh ta. Nhưng đối với người có thực lực, bọn họ tuyệt đối sẽ không keo kiệt dân hiến ánh mắt sùng bái. Thế nào, lợi hại không? Minh Nhân sờ sờ cầm, thản nhiên tự đắc. Lộc Hoàng cùng tỉnh giả ba người nhìn một chút, lập tức vây quanh. Cầu giáo A. Đến, ta tới gọi các ngươi kỹ xảo. Na Tru cười hắc hắc, hắn không ngại dạy một chút bọn họ, cái này cần thời gian dài luyện tập, hắn chỉ là được người xuyên việc phúc lợi, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì tốt kiêu ngạo. Trong mắt bọn y lỗ tạp, đây chính là khiêm tốn A trẻ con ở tuổi này có kỹ xảo ném mạnh như vậy cũng không được ngược lại khiêm tốn như cốc ừ không tệ thiệt tình không tệ iruka hài lòng gật đầu có lẽ tính cách minh nhân ác liệt một chút có lẽ tính tình của hắn có chút cổ quái nhưng ai ở trong hoàn cảnh này lớn lên không thay đổi có điểm kỳ quái đây ít nhất nội tâm của hắn là rất tốt nhìn tình huống trước mắt sẽ biết ngươi khiến cho các bạn học khiếp sợ cảm xúc bạo kích gấp trăm lần đạt được tốc độ năm ngươi dẫn tới Iruka khiếp sợ cảm xúc, bạo kích gấp 10 lần, đạt được Chakra năm Cái gì? Bốn thanh khổ vô. Buổi chiều tan học, Iruka báo cáo biểu hiện của mọi người cho viên phi nhật trảm. Kỳ thật vốn không cần báo cáo như vậy. Hỏa ảnh không phải thần, không phải chuyện gì cũng phải hỏi đến, nhưng hắn cảm thấy biểu hiện của minh nhân cần báo cáo. Thật tuyệt vời. Người nói là thật. Viên phi nhật trảm thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước, trận mắt khá hốc mồm nhìn y lỗ tạp, cảm giác người này đang lừa hắn. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Iruka, hắn hiểu được, đây là sự thật. Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, đó là một thiên tài. Viên phi nhật trảm nghĩ tới vũ trí Ba Chôn. Đây là một thiên tài yêu nghiệt sẽ đem khổ vô ném ném thuật tu luyện đến cực hạn. Nếu nhớ không lầm, hiện tại hắn có thể bảy thanh đồng thời ném ra còn có thể toàn bộ trúng mục tiêu. Nhưng đây là của Uji Bo, hắn là chơi đùa chưa từng nghĩ tới, vòng xoáy minh nhân cũng có thể làm được một bước này. Bốn thanh so với bảy thanh quả thật còn có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch tuổi tác giữa minh nhân và vũ trí ba trộn bày ra ở nơi đó. Ông thậm chí còn có lý do để nói chi tiết rằng trong tương lai gần, Natru có thể vượt qua Uji Bo Nghĩ tới đây, viên phi nhật trảm kích động vòng xoáy minh nhân là một mạch của hắn dù thế nào cũng tốt hơn vũ trí ba chồng a ha 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 được viên phi nhật trảm cười to tiếng cười truyền đi thật xa đủ để thấy viên phi nhật trảm trong lòng cao hứng cỡ nào ngươi dẫn động cảm xúc khiếp sợ của viên phi nhật trảm bạo kích gấp hai lần đạt được thuật phân thân nhiều ảnh ngươi dẫn động cảm xúc khiếp sợ của chí thôn đoàn tàng bạo kích gấp 10 lần đạt được thuật gây họa lưỡi minh nhân cái này cũng được. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 8. Uchiha Itachi Chấn Kinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không phải là bốn thanh khổ vô sao, về phần khiếp sợ thành cái dạng này. Minh Nhân suy nghĩ một chút, hắc nhiên cười. Đúng vậy. Lúc này tôi mới 7 tuổi, vừa khai giảng không bao lâu đã có thể làm được một bước này, quả thật khiến người ta khiếp sợ. Thời khắc khiếp sợ tương lai còn nhiều lắm. Minh nhân hai tay lưng đeo ở phía sau, giống như là một lão đại gia đi trên đường cái, không nhìn những ánh mắt chán ghét kia, lặng lặng thưởng thức cảnh trí hoàng hôn của một dịp thôn. Hoàn toàn không biết, bởi vì viên phi nhật trảm và đoàn tàn thiếu chút nữa trở mặt. Ý của ta vẫn là muốn khống chế hắn. Từ một chút chi tiết nhỏ này có thể thấy được tính tình của lốc xoáy minh nhân ác liệt, hơn nữa năng khiếu của hắn rất cao. Đoàn tàn chống quải trượng, gõ mặt đất, sắc mặt kiên định. Phải khống chế, tương lai hắn mất khống chế rồi, chúng ta không ai có thể khống chế được hắn. Căm miệng. Viên phi nhật trảm hiên ngang lẫm liệt quát. Xoáy nước minh nhân là người thừa kế nhất mạch chúng ta, là người thừa kế hỏa chi ý chí, không thể làm như vậy ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, Iruka cũng sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Còn nữa, viên phi nhật trảm lạnh lùng cười. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì. Ngươi ở góc làm như vậy ta sẽ không quản, bởi vì đây là ngươi khống chế thủ hạ một loại thủ đoạn, nhưng lốc xoáy minh nhân là trụ cột nhân lực, là thuộc về toàn bộ thôn chiến lược vũ khí, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Đoàn Tàng tức giận cả người phát trung ta đây cũng là vì thôn. Ha ha, thật trùng hợp, ta cũng là vì thôn, nếu như ngươi không muốn làm, ta có thể thu hồi quyền lợi của ngươi. Cam. Lại là những lời này. Đoàn tàn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già. Mỗi một lần viên phi nhật trảm không muốn tiếp tục tranh cãi đều dùng những lời này bịt miệng hắn lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn liền ăn một bộ này. Khốn kiếp. Đoàn tàn đóng cửa mà ra hừ, đấu với ta. Viên phi nhật trảm thôn thổ vụ, thản nhiên cười. Trụ lực cửu vĩ như lốc xoáy minh nhân sao có thể nắm giữ trong tay ngươi, nếu không hỏa ảnh ta còn coi là cái rắm. Sớm thoái vị thôi. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Đi ra khỏi ký túc xá hỏa ảnh, đoàn tàn tức giận đánh chửi. Hắn vẫn cho là như vậy, lốc xoáy minh nhân tuyệt đối là một cái bom hẹn giờ, phải khống chế tốt. Hắn lưỡi mầm tai họa thuật mới là tốt nhất một loại khống chế thủ đoạn Hừ, viên phi nhật trảm, chờ xem, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi hối hận Đoàn tàn hư lạnh Thịt nướng, thịt nướng Minh nhân hoàn toàn không biết cũng bởi vì mình hơi lộ ra đầu mối Bọn họ liền vì thế mà tranh luận lâu như vậy Nói đi cũng phải nói lại, cho dù biết cũng sẽ không để ý Dù sao chuyện này không tới phiên mình quan tâm nếu như bọn họ thật dám sàng bậy hắn hiện tại liền dám chạy trốn có tâm tính vô tâm hắn tuyệt đối có thể chạy ra ngoài đến lúc đó trời cao mặt chim bay biển rộng mặt cá bơi thiên hạ to lớn cái chỗ kia không thể đi chỉ là trước mắt hắn vẫn chưa muốn rời đi bởi vì ở chỗ này bạo kích đồ vật thật sự là quá đơn giản đại khái là những người này đều là nghe nhiều nên thuộc dù sao cho đồ vật đều rất tốt giống như lão vương cách vách gì đó cho đồ cũng rất gân gà dưới tình huống như vậy nên làm như thế nào cơ bản không cần nghĩ mỹ vị a minh nhân ăn thịt nướng ăn đầy miệng dầu nội tâm thoải mái thở dài cuộc sống như vậy quả nhiên là vô ưu vô lự khoái khoái lạc lạc nếu như không có những ánh mắt ghét người kia thì càng hoàn mỹ chỉ là đáng tiếc bản thân thế giới này đã không hoàn mỹ hắn cũng không tiện yêu cầu cái gì thế giới tương đối hoàn mỹ cần chính mình đi kinh doanh đi sáng tạo về phần những người này kệ họ mặc kệ bọn họ đi chết lại không liên quan gì đến mình ngày mai còn phải đi học kiếp này ta không phải là cần cẩu đuôi vậy cũng không biết cần cẩu đuôi là ai ở nhà minh nhân bắt đầu sử dụng chakra ra thi triển tam thân thuật biến thân thuật phân thân thuật thế thân thuật lần lượt sử dụng phi thường thuần thuật còn có thuật phân thân ảnh và thuật phân thân đa ảnh, cộng thêm thuật thuấn thân. Những nhẫn thuật này là cơ sở, có những nhẫn thuật này, xem như một ninja chân chính, kế tiếp liền nhìn xem sau này có thể đánh ra thứ gì. Nghĩ lại cũng khiến người ta mong đợi. Hắn phi thường hy vọng tuôn ra thứ tốt. Kaka, ta muốn học khổ vô ném thuật. Con trồn. Đệ đệ của ta nha, ta không phải dạy ngươi sao, ngươi hiện tại cũng đã có thể hai phen khổ vô. Còn muốn học tập A. Đúng vậy, hôm nay thi đấu ở trường, tôi thua. Thua. Con trồn bị lời nói của xa sút hấp dẫn ánh mắt. Thua như thế nào? Chẳng lẽ còn có người lợi hại hơn ngươi? Đúng vậy, chính là vòng xoáy minh nhân lần trước ta nói, hắn có thể đồng thời bốn thanh khổ vô. T. Con trồn thở dài chỉ có luyện tập qua ninja mới biết được không gia tăng một phen khổ vô trong đó thể hiện ra độ khó rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Hiện tại ngươi nói cho ta biết tiểu tử tên là lốc xoáy minh nhân kia có thể bốn thanh khổ vô đồng thời trúng mục tiêu. Không thể nào. Nhưng ý nghĩ xa suốt sẽ không nói dối cậu, con trồn lại im lặng. Nghĩ đến bản thân, khóe miệng trồn cong lên. Có lẽ, trong thôn lại xuất hiện một yêu nghiệt, như vậy rất tốt từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy cho ngươi kỹ xảo thứ ba của khổ vô ném đầu thuật Chồng ngồi sổng xuống sờ sờ đầu tá trợ tươi cười ôn hòa nói được rồi nếu tá trợ muốn học như vậy dạy dỗ hắn chính là trách nhiệm của mình hắn cũng rất nguyện ý dạy tá trợ để cho tá trợ thành tài ngươi thành công dẫn động tâm tình khiếp sợ cùng hiếu kỳ của vũ trí ba chồn bạo kích gấp hai mươi lần đạt được huyễn thuật chuyên tinh minh nhân tên trợ lý này khẳng định đã trở về nói với chồn nếu không trạng thái dững dưng của chồn đối với chúng ta cũng sẽ không biết thật tốt à chuyên môn ảo thuật đây là đối với huyễn thuật nắm giữ về sau chỉ cần học được huyễn thuật là có thể rất nhanh bắt đầu chính là không biết có thể hay không đủ vượt qua vũ trí ba huyễn thuật điểm này đáng mong đợi tóm lại đây đối với minh nhân mà nói là một thứ tốt hiếm có vũ trí ba trợ giúp người tốt a à? minh nhân cảm thán chậm rãi tiến vào mộng đẹp cùng chu công đánh cờ ngày hôm sau trời tờ mờ sáng minh nhân đứng dậy nấu một chén canh thịt khao mình một chút mỗi ngày ăn chút thịt ma thú đã là minh nhân mấy ngày nay bồi dưỡng ra thói quen ăn vào thân thể ấm áp vô tri vô giác tăng cường thể chất của hắn có lẽ chờ thời gian lâu hắn đều có thể trở thành thể thuật đạt nhân điểm này đáng giá chờ mong thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 9. Diệt tộc trước giờ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đây đã là tuần thứ hai, nói cách khác, không lâu nữa vũ trí ba diệt tộc sẽ trình diễn. Minh nhân yên lặng tính toán. Hắn cũng không phải là muốn từ trong đó được lợi, chỉ là cảm thấy phải cẩn thận một chút này vạn nhất một cái không tốt chính mình ở bên ngoài lắc lư đã bị theo dõi đây chính là thật lớn không ổn nhớ rõ là ngày thi cho nên rốt cuộc khi nào thi cuối tháng hẳn là rất có khả năng minh nhân ngồi ở chỗ của mình biểu tình ngưng trọng ngươi làm sao vậy tỉnh giả có chút buồn bực ngươi bình thường luôn cười hì hì hôm nay như thế nào giống như có tâm sự dáng vẻ rõ ràng như vậy sao đã không thể rõ ràng. Lộc Hoàng vô lực chăm chọc. Ngày hôm qua còn tốt, hôm nay sao lại nghiêm túc như vậy? À, chỉ là nghĩ tới một ít chuyện. Mắt nhìn bọn tỉnh giả, Minh Nhân cười hắc hắc. Nhưng không sao, là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Ừ, nhất định là mình suy nghĩ quá nhiều. Lúc này đây diệt tộc là nguyên nhân nhiều mặt, nhưng tuyệt đối là vũ trí ba chồng mới là người khởi xướng. Người này, quá độc ác ngay cả cha mẹ của mình cũng xuống tay được hắn duy nhất để ý chính là thôn cùng trợ giúp chỉ có hai thứ này mới có thể làm cho nội tâm của hắn nổi lên gần sống những người khác cơ bản không có khả năng cho nên hắn mới không chút do dự xuất thủ diệt tộc một chút cũng không lưu tình không đúng có vẻ như cha mẹ anh ta đã tự sát minh nhân trầm ngâm tóm lại người này rất nguy hiểm tốt nhất không nên tới gần mới được tỉnh giả và lộc hoàng nhìn nhau, có chút lo lắng. Minh nhân cho tới bây giờ đều là cái loại này cười hì hì biểu tình, sẽ không đem nội tâm ưu thương biểu hiện ra ngoài, hôm nay thái độ khác thường, điều này làm cho bọn họ rất lo lắng. Ngươi thành công dẫn tới Yamanca tỉnh giả, Nara lộc hoàng lo lắng cảm xúc, bạo kích gấp 3, đạt được chakra số lượng 6, minh nhân nhìn hai người, nội tâm ấm áp. Đều là bạn bè. Nhưng số lượng chakra này là gì? cẩn thận cảm ngộ một phen, trong mắt minh nhân hiện lên một tia hiểu ra, đây chính là số lượng tinh luyện chát ra. Bản thân hắn với tư cách trụ lực cửu vĩ nhân, lại là lốc xoáy bộ tộc, có thể tinh luyện chát ra số lượng cũng rất nhiều, hiện tại lại biến nhiều hơn nhất đâu đâu. Hiện tại có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng cái này nhiều hơn thì sao? Số lượng kia tuyệt đối là rất khả quan, lợi hại. Minh nhân cảm thán bạo kích lợi hại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười không cần lo lắng cho ta ta chỉ là nhất thời có chút cảm khái không có chuyện gì thật sao đương nhiên là thật chẳng lẽ ta còn lừa gạt các ngươi sao không có hai người lộ ra nụ cười cũng đúng minh nhân chưa từng lừa gạt bọn họ ha 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 đi đêm nay ta mời các ngươi ăn thịt nướng đây là thứ tốt các ngươi không thể nói ra nha minh nhân thần bí nói vì họ quan tâm đến bản thân Natru quyết định chia sẻ nó. Thứ thịt ma thú này ăn nhiều giống như hiệu quả không tốt như vậy, nhưng cũng đủ để làm người ta điên cuồng, nhưng Minh Nhân vẫn quyết định tin tưởng Lộc Hoàng cùng tỉnh giả một lần. Bởi vì họ quan tâm đến anh ta. Thế là đủ rồi. Coi như bại lộ, hắn chạy đi năng lực bây giờ vẫn là có, cho nên một chút cũng không lo lắng. Cũng đáng để thử. Được. Hai người vui vẻ tiếp nhận thu đạo đinh nhìn bọn họ lại nhìn đồ ăn vặt trong tay mình bỗng nhiên cảm thấy không thơm rốt cuộc ai mới là heo hưu điệp a à? làm cho giống như lốc xoáy minh nhân mới là một thành viên trong trư lộc điệp há miệng hắn cũng muốn dung nhập vào nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ thật giống khó có thể dung nhập a à? lộc hoàng liếc mắt nhìn thu đạo đinh thứ cười hỏi có thể mang đinh thứ theo không có thể a à? minh nhân mỉm cười gật đầu Trư Lộc Điệp, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, mang theo căn bản không có gì. Tham ăn có thể có tâm tư xấu gì? Cảm ơn. Thu Đạo Đinh vô cùng cảm động, có chút thống khổ đưa đồ ăn vặt trong tay qua, thấp giọng nói. Cho các ngươi ăn. Ba người minh nhân liếc nhau, ha ha cười. Yên lặng, bắt đầu bài học. Na trù đang ở trong lớp học. Mà vũ trí ba chồn lại mờ mịt đi trên đường phố Mộc Diệp mới hôm qua những tộc nhân của vũ trí ba lại đi họp về phần mở cuộc họp gì còn phải nói không cần đoán hắn cũng biết vì cái gì vì thế ngay cả phụ thân đại nhân cũng cả ngày sầu não đầy mặt không biết làm như thế nào phụ thân đại nhân cũng không muốn phản loạn kỳ thật cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm a à, một khi phản loạn hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng bọn họ chẳng lẽ không biết sao đây rốt cuộc là vì cái gì con trồn thống khổ nhắm hai mắt lại, khi lại một lần nữa mở ra chỉ còn lại lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Không thể tiếp tục như vậy. Đoàn tàn, ngươi thắng. Lạnh lùng nhìn cách đó không xa một chỗ nào đó, trồn cả người biến mất không thấy, khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là một dịp thôn họa ảnh nham phía trên không xa. Nơi này không có bao nhiêu người đến, nhưng mà hôm nay nơi này lại có một người quỷ dị lặng lặng đứng ở trong bóng tối. Ngươi đến rồi ta tới đây. Quyết định rồi sao? Chồng trầm mặt, hồi lâu mới khàn giọng nói. Quyết định rồi, nếu không quyết định như vậy, một dịp thôn sẽ không còn tương lai. Hư hư, tốt lắm, ngươi đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. người bí ẩn cười lớn. Bởi vì chỉ có như vậy, thế giới mới có thể càng thêm tốt đẹp, không phải sao? Con chồng lạnh lùng nhìn nam tử đeo mặt nạ quỷ dị trước mắt hắn cũng có viết luân nhãn, cũng có vạn hoa đồng, cũng là vũ trí ba. Nhưng khi nàng tìm tới cửa thời điểm hắn liền biết, người trước mắt này tuyệt đối là người điên, hắn muốn diệt sạch vũ trí ba, cho nên cần hắn trồn trợ giúp. Vốn trồn không có ý định làm như vậy. Nhưng bây giờ, đã ngăn không được. Vũ trí ba phản loạn là bắt buộc, một khi phản loạn, thôn tuyệt đối sẽ tổn thất không nhỏ, đến lúc đó một cái không tốt cả thôn đều sẽ không còn tồn tại vì ngôi làng và vì Sasu. Tôi sẽ cho cô biết khi nào tôi hành động. Ha ha ha, hoan nghênh ngươi, bằng hữu của ta. Người thần bí cười ha ha, cả người dung nhập vào trong không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đồng tử trồn co rụt lại, im lặng không nói gì. Biểu tình. Phải nói là anh đã làm được. Đây là đồng thuật của năng lực không gian thời gian không gian nhẫn thuật vẫn là một loại nhẫn thuật khiến người ta đau đầu, thật không ngờ người trước mắt này chính là một trong số đó. Nếu đã quyết định, mấy ngày này ở bên cạnh trợ lý nhiều hơn, sau này chắc chắn không còn cơ hội nữa. Con chồng xoay người, biến mất trên hỏa ảnh nham. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10 đăng đời thứ ba chồn sóc bạn đang nghe tại truyện chấm audio ngươi quyết định rồi viên phi nhật trảm khiếp sợ nhìn con chồn giờ phút này hắn chính diện không chút thay đổi thuật lại với hắn một câu giống như không liên quan đến mình nhưng mà nói ra quả thật là lạnh lùng diệt tộc chi ngữ cần gì phải như thế hết thảy còn có cơ hội không phải sao giả mù sa mưa con chồn ngước mắt nội tâm lạnh lùng Hết thể hiện tượng còn không phải các ngươi tạo thành, vẫn là câu nói kia, đường lông trời lỡ đất lúc, không có một mảnh bông tuyết là vô tội, nhất là các ngươi những người chưởng quản toàn bộ một dịp thôn. Bây giờ trả lại cho ta trách trời thương dân, diễn cho ai xem a à? Hít sâu một hơi, trồn lặng lẽ gật đầu. Chỉ có thể như thế, nếu không một dịp cùng vũ trí ba nhất định phải ngươi chết ta sống, cho người khác có cơ hội lợi dụng. Đã như vậy, vậy thì buông tay đi làm đi viên phi nhật cảm thản nhiên nói một câu sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy nhưng nếu đã phát triển đến tình trạng này như vậy chỉ có thể đau dài không bằng đau ngắn diệt vũ trí ba cho một dịp thôn mang đến càng nhiều thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức tin tưởng cho dù không có vũ trí ba đám trư lộc điệp cũng có thể chống đỡ được toàn bộ lá cờ lớn của một dịp tôi chỉ có một yêu cầu chồn cúi đầu tá trợ nhất định phải sống thật tốt nếu như không có, ngươi biết hậu quả. Nói xong, con trồn ngước mắt lên, vạn hoa đồng viết luân nhãn từ từ xoay tròn, đạm mạc thanh âm mơ hồ. Ta làm không được việc toàn bộ tồn tại, nhưng về sau thôn niên gia cũng bị nghĩ làm nhiệm vụ. Tin tôi đi, tôi có thể làm được điều đó. Viên phi nhật trảm thần sắc lạnh lùng, nhưng vừa nghĩ tới chỗ kinh khủng của vạn hoa đồng hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Vâng. Không thỏa hiệp cũng không có cách nào huống hồ chỉ là một trợ giúp mà thôi đứa nhỏ kia mặc dù có chút thiên phú nhưng so với những người vũ trí ba chồn này thì chính là tiểu vu kiến đại vu nuôi một người có thể đạt được một cái chồn như vậy siêu cấp tay chân cũng không hẳn không phải là một chuyện tốt nghĩ tới đây viên phi nhật trảm lộ ra vẻ tươi cười được ta đáp ứng ngươi nhớ kỹ lời hứa của ngài con chồn cúi đầu nội tâm lạnh như băng đây chính là cao tầng của thôn thật đúng là máu lạnh a à. bất quá nếu như bọn họ không máu lạnh sự tình làm sao có thể phát triển đến nước này không phải đã sớm biết chuyện sao tôi đi tìm đoàn tàng con trồn từ từ lui ra ngoài chuyện này hắn hiểu được viên phi nhật trảm không thể ra mặt mà duy nhất có thể ra mặt chỉ có chí thôn đoàn tàng thường xuyên cổng nồi cũng vui vẻ cổng nồi chuyện này còn cần đạt được sự ủng hộ của hắn như vậy mới có thể vạn vô nhất thất Đi đi, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Gốc rễ, nằm dưới một cây đại thụ, ở chỗ này đoàn tàn đào một cái lỗ lớn, cung cấp cho ninja gốc rễ sinh tồn. Ở chỗ này, đoàn ẩn chính là trời. Lời của hắn, cho dù là họa ảnh có đôi khi cũng không tốt. Nếu như nói viên phi nhật trảm là hoàng đế trên mặt đất, như vậy hắn chính là vương giả dưới lòng đất. Nói như vậy một chút cũng không quá đáng, đoàn tàn có thực lực này, cũng có năng lực này chồn, ngươi hôm nay tới tìm ta ý tứ ta đại khái đã biết, cho nên, ngươi thật sự quyết định tốt hết thảy sao? Chuyện cho tới bây giờ, còn có chuyện gì không phải ta không có quyết định? Ta chỉ là tới nói cho ngươi biết, phối hợp với ta, sau đó, hảo hảo trong chừng tá trợ, bằng không ngươi sẽ không sống yên ổn. Cùng một hành động, cùng một người. Đoàn tàng nhìn đến da đầu tê dại, nội tâm sợ hãi. Đây chính là cảm giác áp bách của kính vạn hoa đoàn tàn hai mắt lửa nóng, trên mặt lại bất động thanh sắc gật đầu. Đã như vậy, ta đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm, trợ giúp ta sẽ hảo hảo nhìn hắn trưởng thành. Như thế, đa tạ. Con trồn quay đầu bước đi. Ở chỗ này hắn một khắc cũng không ở nổi, hắn cảm thấy ghê tởm. Hắc hắc, viết luân nhãn A, đều là của ta. Đưa mắt nhìn vũ trí ba chồng rời đi, đoàn tàn xăm cười lạnh. Hắn mơ ước viết luân nhãn đã rất lâu, qua không lâu nữa những viết luân nhãn kia đều là thuộc về ta. Viên phi a à viên phi, chờ sau khi thực lực ta tăng mạnh, vị trí kia nhất định là của ta, ngươi đã già, là thời điểm nên thoái vị. Thanh âm âm trắc quanh quẩn trong sơn động âm u ẩm ướt này. Không ai nghĩ, ở một nơi như thế này, họ quyết định sự sụp đổ của một gia đình. Trên mặt đất, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, phản phất xóa đi hết thảy âm u. Sau khi tan học, Minh Nhân dẫn đầu về nhà, Lộc Hoàng bọn họ phải trở về nói một tiếng với cha mẹ bọn họ, lúc này mới có thể đi ra. Minh Nhân cũng tự nhiên không thể. Hắn cũng phải trở về chuẩn bị một chút, đem những tồn tại ở trong không gian ma thú thịt bỏ vào trong tủ lạnh đi. Mấy người ăn nhịp với nhau, mỗi người đi một ngã. Lấy một phần cho bốn người đã là không tệ rồi. Minh Nhân vừa đi vừa tính toán, cũng chuẩn bị về nhà chuẩn bị một chút bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người, minh nhân chăm chú nhìn, đồng tử co rụt lại. Vũ trí ba chồn. Vâng. Che ở trước mặt minh nhân là một nam tử không tính là cao lớn, nhưng cảm giác áp bách hắn cho lại không gì sánh kịp. Người này rõ ràng chính là vũ trí ba chồn. Xem ra, tất cả mọi người đều coi thường ngươi. Con chồn nheo mắt. Hắn vốn chỉ là đến xem cái này gọi vòng xoáy minh nhân tiểu tử, nhưng tự vừa rồi minh nhân theo bản năng biểu hiện làm cho hắn ý thức được, cái này tiểu quỷ cũng không phải trong lời đồn như vậy. Hắn, phi thường không đơn giản. Ngươi thành công dẫn động vũ trí ba trồn khiếp sợ cảm xúc, bạo kích gấp trăm lần, đạt được quả đen phân thân, đạt được thể chất mươi. Vòng xoáy minh nhân. Ta vừa rồi biểu hiện ra cái gì, để cho ngươi đoán ra ta không đơn giản. Cho nên nói a, à, ta ghét nhất những người thận trọng như các ngươi, thật đáng sợ ở trước mặt bọn họ, ngươi thật giống như là không có bí mật gì đáng nói, trong nháy mắt là có thể bị nhìn thấu. Tuy rằng ta không biết thực lực của ngươi như thế nào, nhưng ta biết, ngươi hiện tại rất mạnh. Chồng thản nhiên nói. Ta muốn nói với ngươi một chút về chuyện trợ giúp. Minh nhân chần chờ một chút, vẫn là đón da đầu đi tới, ngẩng đầu, miễn cưỡng lộ ra nụ cười thuần khiết, thân thiết dò hỏi. Ngươi là ca ca của tá trợ sao? Được rồi, cho dù bị ngươi nhìn thấu ta không đơn giản, ta cũng không có ý định bại lộ chính mình. Ngươi nhìn thấu, người khác không nhìn thấu a. À? Con chồng nhìn minh nhân một cái thật sâu, người cẩn thận như vậy, hẳn là thói quen dưỡng thành từ nhỏ đi. Ngẫm lại cũng đúng, một tồn tại từ nhỏ đã bị người chán ghét, cái này cùng vũ trí ba bọn họ tự hồ cũng không có gì khác nhau. Nếu anh muốn giả vờ, tôi sẽ để anh giả vờ. Trái phải cũng là có việc muốn cầu. Đúng vậy, tôi là anh trai của Sasuke. Tên tôi là Yuji Bo Wysel. Tôi muốn cậu giúp tôi trong chừng Sasuke. Con chồng đi thẳng vào vấn đề. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.